Cuối giờ chiều nay, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm và chúc mừng giáo phận Đà Nẵng nhân kỷ niệm 60 năm thành lập. Cùng đi có phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kỳ Miến cùng đại diện các sở ban ngành liên quan. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận Đà Nẵng, bí thư thành ủy Nguyễn Văn Quảng kính chúc ngày giám mục, quý vị linh mục tu sĩ thật nhiều sức khỏe, nhận được thật nhiều ơn phúc lành của Thiên Chúa. Mặc dù so với các giáo phận trong cả nước, giáo phận Đà Nẵng được thành lập tương đối muộn năm 1963, đến nay đã tròn 60 năm, một chặng đường chưa phải thật là dài. Nhưng 60 năm qua, giáo phận Đà Nẵng đã không ngừng củng cố và phát triển, khẳng định vị trí của mình trong giáo hội Công giáo Việt Nam. Với những thành tựu đã đạt được trong chặng đường vừa qua, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tin tưởng rằng, dưới sự dẫn dắt của Ngài Giám mục Quý vị linh mục, tu sĩ, sự đồng hành của giáo dân, giáo phận Đà Nẵng sẽ có những bước phát triển mới về đời sống đạo trong thời gian tới. Trong thời gian đến, Bí thư Thành ủy mong muốn quý vị linh mục, tu sĩ sẽ tiếp tục quan tâm định hướng, động viên bà con giáo dân phát huy tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp nhiều hơn nữa về sự phát triển chung của thành phố.